con máy C3RX của anh Vinh ở Hải Dương này. Trước khi làm chúng ta sẽ test chất âm nó sơ qua, xong đó là sau khi làm để biết được hay không. Thứ nhất là vấn đề test này, để đô bài ốp này, ao này, ok. Xong lại in băng chrome, ta để băng chrome đây, băng chrome nhớ về xài này chọn chế độ băng cho đúng nha, băng chrome nhá. Mình test bản này thôi, mình làm xong mình test lại bản nạp nhạc này. Maximum, ok. Nó sẽ khác, làm hết lại ngon thì nó sẽ khác, chất âm nó sẽ rõ ràng hơn nhiều. Đấy, lùng bùng lắm. Nó bản nhạc quen thuộc mà, tốc độ đang bị chậm. Đây, sai tốc luôn rồi. Tăng ở 50 rồi. Sao em còn nổi trôi cuối trời? Từ năm nỗi đã nghe sầu dâm trăm đôi. Ok, làm xong ta test lại đoạn này luôn. Và vừa mở máy ra thì nhìn ngay trên đầu mặt đầu của mạch đó thì người ta gỡ hết mấy Obam mất rồi. Không hiểu tại sao gỡ làm chi. Đây, Obam nè. Máy con IC này, nó gỡ hết trơn rồi. Tại vì cái dòng C3RX này mình làm biết mình biết. Mạch này thì mạch của thằng DPX nè. Mạch ghi DPX. Chúng ta không dùng tới DPX đâu, nhưng mà cũng không nên gỡ của người ta, phải không? Người ta lúc người ta cần người ta là xài, hoặc là máy nó phải còn nguyên bản chứ. Ai chơi rút của người ta như thế này thì mình cũng không biết được. Thôi kệ, cứ làm theo up DBX đi. Còn việc người mua xử lý với lại người bán, chứ mình không biết của mua chỗ ai. Mình chỉ biết của anh Vinh gửi nhờ làm thôi. Gửi đồ hết trơn. Rồi tiếp theo chúng ta xem cái tần số phát của nó. Bởi vì gỡ đồ là một chuyện rồi, giấu hàng để kêu Đức mới gỡ mấy công nữa, phiền lắm. Lúc mình nhận máy của anh em á, năng nỉ quá thì mình cũng làm, nhưng mà họ lại nghĩ mình lấy đồ của họ mấy công, phiền. Cái này phải có rõ ràng nha. Anh Vinh mua của ai thì liên hệ với người đó hỏi, chứ mình không biết đâu. Đừng nói Đức. Tần số này nhìn vu thì có vẻ đều, đây mới lần số 400 nha. Chúng ta coi tần số azimuth coi, coi tốc độ trước coi. Tốc độ lên không nổi luôn mà, không lên được. Yeah, con máy này tần số rất là kém, nó không lên được. 6.3 ký này. Ok, không lên được. Không có chút nào lên luôn. Vậy em sao mà ghi vào phát ha? Mua máy mua linh tinh lăng tàn ráng chịu, tốn phí làm thôi chứ không có gì đâu. Có khi phí làm cao hơn phí mua máy, ý là phí làm cộng với phí mua máy. Tiếp tục hành trình của C3RX nha. Cái đầu từ của thợ làm nó đã thay rồi, đầu từ thay rồi, nó hàng trật lắc, là hàng đầu ra đầu vào đầu ra hàng trật lắc trơn, là hàng không đúng. Thứ hai nữa là làm sao rớt cha ăn bị trượt, bị nhảy xíu này, bên tay trái còn này, tay trái đây là bên tay trái này. Mình đang kiểm tra cái kích cỡ của nó để mình kiếm viên bi bên tay phải gắn vào. Này, như tay phải nó bị rụt rịch nè, nó rớt rồi. Cái bi đó là bị trượt cơ này, chứ không phải đơn giản rồi nha. Này, nó không có còn đều nữa, rất là dễ rớt bi. Nếu không biết làm cẩn thận dễ bị rớt lắm. Mấy dòng Sony cũng vậy, mấy anh em không có kinh nghiệm làm rớt bi trơn. Rớt bi kiếm đâu ra, mấy viên chút chút này kiếm được ra. Này,
mình mới tra keo vào, tra keo bôi trơn á, tra keo vào cho nó dính chứ không nó trượt mất, nó chạy mất tiêu. Mới nó tạo một keo vào đây này để làm hết ra coi thế nào, tình hình thế nào. Máy IC siết rút hết trơn làm tùm lum la buồn cười quá. Tiếp tục phần sửa con máy tiết C3RX đây. Thợ trước sửa tùm lum hết lên rồi, đồ tùm lum trở vào. Còn lấy cái cò, cái co nhiệt trồng lại rồi hơ điện nữa. Rồi hơ nhiệt cho nó co lại nữa. Hàng lung tung trần. Giờ không thể nào mà dò hết lại mặt từ đầu đâu, tại vì chỉ xử lý phần phát thôi, phần ghi thì nó không có được như đúng chất của nó. Chỉ có phần phát là đúng chất rồi, phần phát thì không phải lo lắng, chứ phần ghi thì nó liên quan tùm lum lên mà. Linh kiện là tháo tùm lum lên sao giờ biết đâu mà lần vẫn dò lại được, nhưng mà dò lên trên cái sơ đồ mạch service manual lâu lắm, cực lắm. Thà mấy con zin mình còn dò còn sửa được, không biết nguyên nhân, vẫn chả biết nguyên nhân mẹ đâu, không biết được nguyên nhân nằm ở đâu, lỗi ở đâu quá. Phần ghi thì chút nữa mình test cho, chứ không là nó không đạt, nó ghi vẫn ghi được. Cơ kiếp đồ bi đồ mình đã thay cho nó hết rồi. Phần bi rớt bi đồ cũng đã làm video hết rồi đó. Giờ chúng ta test tần số xong, chúng ta test con test phát cho những đồ băng cái. Test phát những cái băng chúng ta trước khi làm á, biết rồi, chất lượng phát rồi. Giờ chúng ta chơi channel rồi nha. Channel phát rất là ok đúng không? Đó là kênh phát đó. Giờ chúng ta kiểm tra cái azimuth coi. Rồi chúng ta tiếp theo làm cái test cái 12.5 coi. Ok, rất là đẹp. 12.5 thì lót chết. Như vậy thì âm thanh nó sẽ ra thấp thôi, có gì đâu. Chưa lúc đêm về nó lên quái đâu. Và cũng một bản nhạc đó, chúng ta ban này bản stereo, chúng ta chọn lại chế độ stereo nha. Chúng ta nghe qua chúng ta biết liền nó chạy đâu được. Phát đúng hết rồi đó. Giờ chỉ còn việc ghi về chơi tạm đi, không ai đi ngồi mà lục lại tìm lại từng cái một đâu. Con máy này có giá tầm, nếu hàng bờ thì tầm 3-4 triệu bạc, nếu mà dò hết lại cái câu của mình cao cao ngang cái giá mấy mua luôn. Rồi mình đi sửa đó, vậy cho anh em về chơi tạm lấy tiền cà phê thôi. Kiểm âm này biết được cái nó đạt đến mức nào rồi. Tân phương đàn loang vách trường, bỏ mùa thi chiến trình đường xa thiên lý.
Ok, tiếng nó khác liền ha. Làm xong là âm thanh nó đúng chất của nó, nghe nó sướng. Âm thanh của nó không so được với Dragon nha. Mình chỉ có tham chiếu cho anh em biết là con máy mình đang phát rất là ok, rất là tốt rồi. Chứ còn đòi hỏi âm thanh nó bằng Dragon thì rõ ràng là không được. Thì tiếp theo chúng ta test phần ghi. Chúng ta sẽ test một bản nhạc bằng nọc man, nhớ chỗ chế độ bằng nha. Nọc man này, nó để hết rồi ở trên cần á. Serial 2 này, metal này, Dubai up này, Dubai out này, line in này, tép suột này, ok. Còn cái phần chỉnh á. Cái phần chỉnh thì chúng ta phải nạp tần số ở đằng sau rồi đít vào đây này. Thì chúng ta mới chỉnh được. Ví dụ chúng ta giảm này xuống đi nha. Bấm red play. Chúng ta nạp vào đằng sau đít ạ. Đây là phần test này. Chúng ta lấy suột này. Đó, phải suột nó bằng nó đúng không? Test này. Đây là phần test nha. Lưu ý con này nạp tần số sao đít mấy nha. Nó không có tự phát đâu. Mình không thấy con nào phát ra tự phát hết trơn. Bắt đầu là bên đây là bias này, hai cái này là bias này, bias phải bias trái này, level phải level trái này. Chúng ta chỉnh cái bias làm sao cái điểm cao nhất, kim cao nhất thôi. Chúng ta vặn nữa nó chạy mất. Ủa, sao kỳ? À, nhấn nút này vô. Ok, chúng ta vặn nữa nó chạy mất. Nhớ nhấn nút này vô mới lấy được bias ngoài nha. Còn không cứ ghi bias bên trong thì máy này nó ghi cũng không đạt rồi. Do là đầu từ họ không thay rồi, mình cũng chưa biết họ thay cái đúng cái trợ kháng của nó hay không. Cũng là đầu từ tiếp nhưng mà trợ kháng khác nhau thì nó sẽ khác nhau nha. Lưu ý theo từ nhớ trợ kháng của từng con máy. 200 ohm, 350 ohm, 250 ohm. Đấy, lưu ý những cái nút đó. Ok, điểm cao nhất rồi. Chúng ta vặn cái level này lên trên cho nó bằng số 0 này. Thế thôi. Con này cũng vậy, chúng ta phải vặn ở điểm cao nhất. Ok. Xong chúng ta vặn cái điểm này lên bằng suột này. Suột tới đâu chúng ta để tới đó, không sao cả. Do cái biến trở này ăn sai, chúng ta phải điều chỉnh lại thôi, không sao cả. Chúng ta phải điều chỉnh lại, chúng ta phải điều chỉnh nữa thôi, chả còn có lựa chọn nào khác đâu. Rồi, ok, đây là bias bên ngoài, còn không thì thả là ghi bias bên trong mặc định. Ok, không thì cứ thả ghi mặc định bên trong. Chúng ta ghi đang lấy bên ngoài, chúng ta ghi bản nhạc bên ngoài đây. Khi ghi chúng ta trả cái này là line in nhé, line nhé. Nhớ chọn chế độ băng cho đúng. Khi ghi ở mức cộng 3 dB cậu trở lại thì chúng ta ở mức cộng 1 cộng 2 được rồi. Để cái đèn cái vù này, đừng để cái biến trở này làm chi. Chúng ta cứ vặn lên xa hai này đều nhau được rồi. Muốn cho chỉnh thì phải giữ một cái nha. Giữ một cái thì cho cái vù này cũng được này. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu. Bàn tay nắm nắm mưa xa. Nghe sụt này, sụt hay lắm, lần này nó chưa đẹp. Thấy không? Rất là khác. Đưa tiên anh đi vào xếp này. Đời mẹ Việt Nam ơi, 20 năm sụp này, cassette này, cassette mất dây cao, sụp này, cassette này, cassette này sụp này, sụp là không có chạy in băng. Lưu ý khi chúng ta làm sụp bề là không có chạy in băng, cassette thì nó chạy lên băng, nếu nó bao từ mà. Nên giờ mình chưa xác định được là người ta trong quá trình trợ thợ trước nó sửa, nó rút linh kiện nó dục. Họ rút linh kiện họ dục hay là họ thay sai thông số, hay là họ thay cái đầu từ cái trợ kháng nó sai thì cái này mình không có rành, không biết. Còn họ đấu cái này chẳng qua họ đấu tắt qua độ 3X thôi, mà độ 3X nó gỡ hết trơn rồi thì rõ ràng là cái này cũng độ chế thôi, rút ra mình bỏ hai con trợ này. Chứ không có vấn đề gì cả. Tại vì con trợ nào của hãng nó đấu lên mạch là mình nhìn biết liền à. Còn ở đây trợ người dân mình thợ dân mình họ đấu vô thôi. Mình bỏ luôn.
đấy, cho nên là anh em mua máy nên cẩn thận lưu ý. Thằng máy chất lượng cao, thằng máy chất lượng cao mà giá cao hơn xíu cũng đáng chơi hơn là một con máy giá mềm. Mình ví dụ nha, ví dụ như con máy này nó rơi vào tầm 6 triệu rưỡi đi, một con máy nó ngon làm cành đào, mình mua mình chơi vẫn chơi sướng hơn mình đi mua con máy 3 triệu rưỡi. Đấy, nó rất là đơn giản. Nếu tâm lý của mình thì mình vẫn chọn con máy 6 triệu rưỡi thay vì chọn con máy 3 triệu rưỡi. Bởi vì chúng ta đã bỏ 3 triệu rưỡi ra mà nó không có được cái chất lượng đúng của nó gì hết trơn. Rồi chúng ta tốn tiền phải không? Cho nên thà mua giá cao nhưng mà máy chuẩn, máy ngon, chúng ta trải nghiệm đúng chất của nó. Chứ còn chúng ta đi ai ai cũng muốn giá mềm cả, đó thật ra tâm lý mình cũng thế. Ai cũng muốn giá mềm mà máy ngon lắm mà hiếm lắm, ít lắm. Máy ngon mềm, máy giá mềm mà máy ngon thì rất là hiếm. Đó giống như là người ta hên xui vậy, ta mua lâu lâu trúng con thì được, chứ nó quy định hết rồi. Ví dụ như máy này thì rõ ràng là giá khi giao lưu thì chắc chắn nó sẽ mềm, đầu tư đen thui mà nó có sáng gì đâu. Này đó là đầu tư của tít đó nha, tít đó họ hàng họ thay làm sai bét hết trơn mà mình làm hết lại rồi, cơ kiếp trật lắc hết rồi, giờ thì ok đấy. Thì người ta nghe chúng ta biết liền cái gì đâu, giờ nghe phát lại nè. Làm cho mưa bay tiếng tù mù đó là phần ghi nha, phần phát hay lắm ha. Đây là phần ghi thôi chứ phần phát hay lắm á, phần phát con máy này hay, phần phát thì người ta không bàn tới rồi, phần phát thì mình làm chuẩn rồi, giờ mình lấy tiền phần phát thôi chứ biết sao giờ, tới đâu giờ đi nghiên cứu phần ghi. Thôi lấy người ta 500k tiền cà phê thôi, tốn cả mấy ngày trời để dò lại cái phần phát, phần phần từ bật ghê gớm. Không giúp thì không được, tại vì đôi lúc người ta họ nói quá, mình biết là mấy bờ là mình ớn rồi, ớn không phải ớn gì nhưng mà ớn thợ trước đó họ sửa đã làm, họ làm thì họ làm nó phát ra tiếng họ bán thôi chứ giờ biết làm sao, biết phải làm sao không? Còn mình thì làm cho nó ngon thì nó mất khá nhiều thời gian, mình phải xem hết lại. Phát thôi kệ đi, còn có con máy này máy kia đúng không, thôi đóng đóng nắp trả máy.